Chào cả nhà Phú ơi. Chào cả nhà nha. Chào solo kèm solo 100 điểm đồng cả nhà. Rồi giờ hai anh em mình thi nghe cả nhà. Rồi anh Phú được ba. Phát TV xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà đến video theo mình. Hôm nay mà cả nhà cùng xem sách ra đánh kèo solo cả nhà. Anh Phú với mình 100 điểm đồng. Như mình hứa cả nhà lúc 12 giờ trưa hôm qua. Hôm nay hai anh em mình làm kèo solo cả nhà. Đồng 100 điểm. Giờ mời ông bà cô chú anh chị em xem sách ra đánh đơn với mình luôn. Mới vô cái đầu là anh Phú đề ban cái nhà. Rồi tiếp theo là mình chưa có điểm cái nhà. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh và nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ đang có động lực cho nhiều dấu hay nữa cho nhà xem. Quá hay anh Phú ơi. Kèo solo nha cả nhà. 100 điểm đồng. Cả nhà giờ theo bên anh Phú hay bên mình thì đợi lại cho mình một comment luôn nha. Tập điểm nha em Phú. 3 điểm đầu tiên cho bên anh Phú. Một cái này anh em mình hay cái mít nữa nha, nói cho cái nhà có âm thanh tốt nhất cái này. Một điểm hàng mình gắn cái mít nó lắc kêu âm thanh nó được tốt nữa nha. Ba điểm. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Mình quên nói cái nhà nha. Anh em chơi ai được Sugi 20 trở lên là giải thưởng 100k. 7 không? 8. 8. Ồ, lấy trắng về thiếu cái nhà. Quá uổng cái gì vậy? 8 điểm đầu tiên cho mình. Số giờ 83.
Dạ vậy cũng khá chuyến thiệt. Cái dạng á. Hôm nay anh đi ba chứ chắc hả? Cái dạng á. Em cái dạng á. Hôm nay anh đi ba chứ chắc hả? Rồi. Cố tay cái nhảy. Súng luôn. Cả nhà muốn mình làm kèo 12 giờ ngày mai tiếp theo thì cả nhà để lại cho một lượt bình luận cho mình đi. Mình thấy lượt bình luận nhiều cả nhà. Rồi mình sẽ làm theo. Mời ông bà cô chú chị em buổi trưa xem clip uống đâu. Đổi cho mình luôn cái. Đấy. Có đẹp không vậy? Có trứng không nhỉ? Không thích chơi cái gì vậy? Chín. Mười. 20 điểm cho lên là giải thưởng 100k cái vậy. 11. Liệu cái này em hút có sẽ ghi 20 không nha. 12. 12 điểm nữa, 15. Hai nữa, 17. Nó nằm cái chẳng, nó chẳng ngay đầu rồi mà.
Chúc ông bà buổi chiều, cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình người đăng, có thật nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Này quá Phú ơi. Này. Bây giờ mới vô mình là được cơ tám nữa nha, bây giờ hụt cái nhảy. Ba. Bốn. Kèo solo đó nha. Hai anh em mình đồng 100 điểm. Như mình có nói 12 giờ trưa hôm qua rồi. Và hôm nay mình sẽ làm solo. Bốn nữa là 21. Một. 52. Đúng rồi. Dày quá nhà ơi. Bỏ đi về cho Phú không? Một. Chàng ơi, chàng bán dữ vậy. Dạ, muốn chết bán dữ rồi cả nhà. 1, 23. Bye.
Đến. Bấm luôn vậy. Dạ, 9 nữa, 17. Một. Đèn ơi. Đèn ô dưới cái nhà. Một nữa 18. Một. Số bạn có là tướng một cha không? Một nữa 25. Đó thôi, ở trong một thằng có một mặt tiền. Đúng không? Có mặt tiền như là mày kia nữa thì có mặt tiền, phải có mặt tiền. Không.
Nghe em đấy. 4-25. 25 điều cái vậy. Mấy là pháp? 25 điều anh. Bị anh bị trắng. Sắp da này mình bị vàng nha. Anh Phú bị trắng. Hey. Ba. 9 3 5 0 9 8 9 2 4 5 6 Trời ơi giờ dạ, nó khác quá mới được 6 nữa 31 yếu à chạy thiếu luôn một nữa 32 đó đúng rồi nhỉ một quý danh linh đó làm cơ đi dạ dạ mẹ nữa rồi vậy mà cũng trúng mẹ cho trắng nữa nha bắt 5 nữa 30 quẹt đúng cái đài cái này một là 33
số giờ mình 30 điểm nha, anh Phú 33 điểm. Một. Hai. Ba. Năm. Dư luôn rồi, dày quá. 5 38. Đẹp quá Pháp ơi. Bây giờ đánh quá đẹp. Dư rồi. 2 nữa 32. Hay quá Pháp ơi, ra chạy ngay cho nó chỗ lỗ lòn luôn. 1-33. Nói cả nhà ơi. 5 44. Chủ yếu là đi chơi là phải có nhậu rồi. Nó cái tê lọt á. Bảy lợ nó nhậu rung tay luôn cả nhà. Làm gì làm miền Tây rồi chiều là đây cái chương trình nha. Làm gì làm chiều nhớ làm thương nha anh em. Ủa đang quay gì vậy? Dạ.
Để điện hết đi. 1.45. Đấy. Một. Một đến 34. Thấy không? Cái sợ không chịu ăn nhậu á. Không có, không cắn được luôn. Tuổi này là cũng được rồi. Tuổi này năm mấy rồi? Hưởng thụ thêm 10 năm nữa hả? Được chưa? Chưa. Còn hưởng là 1 phút. Ăn băng hụt trái luôn đó nha, ăn băng ngược chồi gà ngược đó nha. 13 nữa, 47. Quá ổn nha, chứ bây giờ quá ổn. Sư ghi 20 mà khó quá cái nhạy, 20 là giải tưởng 100k nữa nha. Quá đẹp Phú ơi. Quay.
quá bén cái vậy dư luôn. 1 đứa 48 cử hên quá cái nhà ơi. Có bắt xe 1 đòn quá sâu bọn luôn. 1 là 51. Thấy mình lần không dám quýnh thiếu thiếu cho nên dư luôn. Càng ơi lòng luôn rồi. 6 điểm nữa là 57. Mọi nó 49. Chàng ơi, không trúng được chứ chàng. Ủi, bị quá. Đang 51. Nổ rồi. Thế này Việt nó không lo gì cho anh bảy sao anh bảy chọn Việt vậy không biết. Việt thì sao để cho anh bảy chọn bài vậy? Lo cho ảnh cái gì coi. Không thấy luôn hả? Không thấy, đi vàng không thấy. Thấy
ba. Bốn. Sáu. Bảy. Tám. Chết đó, chàng ơi, chàng ơi. Tám. Sáu mươi lăm. Em. Chàng ơi chàng, đi ra đồ gà kéo như luôn. Rồi xong. Trời ơi trúng luôn kìa. Kéo gì kéo dữ dữ rồi chàng. Ê, nó vô giùm cái thuốc. Để dính vô màn hình kia chút. Có chè, do có chè em là hạn chế quảng cáo rồi cả nhà. Bỏ loạn luôn cái nhà. Vô đi chờ. Giờ hai cơ thủ nó đang chàng ơi cái hụt hụt hơi hoài vậy. Giờ bánh gì hai ba con không có điểm không nha. Chứ chàng vô lọt rồi. Chứ cái đó lần đó là tới số luôn. Một. Ồ, bán sẹp nha. 253. Ê. Ba. Bốn. Đêm. Dạ. Chàng ơi, chàng. Năm nữa. 70. Cái gì chưa nói bây giờ này cả nhà.
gòn luôn rồi. Rồi, lọt dầu. Tại nó nhà nó giờ bánh gì đi. Bán cái vậy. Trời ơi, hay thiệt. Nó nói cho nó hết chúng rồi sao vô đây hay thiệt. Hay 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 giỏi. Hay ngày nữa cả nhà. Quá xui quá ơi. Hai 55. Rồi dư luôn, chàng chàng ơi, chàng dư thiệt rồi. Một, 71. Giờ 6 đến 61. Chàng ơi chàng. Anh thằng ô sát bên cũng chàng bắt cái luôn. Chịu điểm không? Đó chúng ta. Quýnh sợ nó quýnh sợ nó dư bọc cái dầu nó về luôn. Mới nhảy mạnh. Để cho chàng nhắm cho chàng bắt cái luôn. Ủa giờ nó hết trà trà rồi. Còn nữa rồi. Giờ chàng tay cũng không được nữa. Giờ cái này cũng không có nữa. Tại nhà gì đẩy ra lòng. Mới chọc quê người ta mà dưới lòn lại cả nha. Mỗi nhà hai con dậu luôn. Này. Wow.
bi chèo chèo không nha. 3 nó 64. Ôi ngô lộn nữa. Ép cho đỏ vậy thiếu luôn vậy. 1 nó 65. Thôi. Alo. Rồi xin phép 50 giây anh Phú nghe điện thoại cái nhảy. Rồi sẽ đấu mình sẽ tiếp tục trở lại cái nhảy. 1 đó anh Phú, đi anh bị trắng đó. Rồi anh Phú tiếp tục thôi nha. Đây. Ba. Trời. Lúc này hầm nắng quá vậy, khổ rồi. Chàng nữa rồi. 3, 74. Ngày sáng đêm rồi. Em rất tỉnh và em rất đẹp trai. Hay. Và hay nữa, 67. 67, 74 cái này mình 67 mình Phú dạ 100 điểm đồng anh cậu. Quá hay. Được. Đây. Ba bằng con hay vậy? Này quánh thăng nha, quánh ba bằng nha. 2, 76. Gà nó hình lê cũng được, cũng ngay ép nha. Ê, ê, ê. Về luôn nhây. 1. Đẩy ép phê bén giọt lòn luôn vậy. Cho 1 là 68. Cúm rùa gì mà cũng còn dở nữa nha. Đèn ơi. Cũng quá kỳ cái này mới đậu vô được. Nó chừng như quá miên quá kỳ. Đó kìa. Lần luôn. Trời ơi, ra gì kỳ chàng.
chúng chúng mới được rồi, họ cho anh Phú chảy vô nha. Bây giờ hả, có đi được không, có đầu đi được rồi rồi 6 đứa 82 mấy là phố đọc 82 6 đứa 82 76 ôi chàng chùi tới nước luôn. Hay rồi. Dạ 2 nó 70. 70 82. Mình còn 30. Phú còn 18 điểm. Thầy vô quánh trang vô bên trong ra nó sẽ bị ngay nữa cái nhà ở đây ngập ngay. Nó xui hình bị xui quá. Dạ 1 đến 71. Thiếu luôn. Anh em đang đánh mất 7 lợi gù hết anh em mình nha. Rồi luôn. Thằng nào cũng thiếu đi. Nở đi. Nở hết đi. Bây giờ quánh được 3 băng không trời. Wow. Tới trúng luôn cả nhà. Trúng luôn. Đá lên. Đá trúng luôn. 3 điểm. 85. Nghe nữa nha.
Và ba năm 74 gọn luôn. Hay. Thường cái nhà 276. Tại gì tại dữ vậy trời. Nghiêm nghiêm hoa quánh vô lỗ đó nha. Ba là ba. Trời ơi nữa rồi. Cơ tha vậy mà tất hoài vậy. Giờ dính lời vô trong cái luôn à. Để coi luôn vậy. Đúng đó. Em chơi khỉ luôn nha, ra nè. Đẹp quá. Hay. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Giá 7 nữa, 83. Ba.
à. Mấy rồi? 55 anh. Nó cứ giật như vậy. Đâu? À, sổ hôn ngay như là cầu. Thiếu cả nhà. Đã 7 nữa 90. 85 cả nhà. Đó, đó quay. Cái xe chứ dạng nha. Hai nữa là 87. 10. À, hai cơ nữa. Lẹ gì? Một đến 91. Một. Ê. Mấy phụ? 2 điểm. 2 nữa 89 cả nhà, cùng loại. Mình cũng 9 nữa nha. Bốn nó 95. Bỏ hèn thôi. Không. Thông vượt thôi. Đó. Làm gì làm mà bác bảy nói chiều làm xương xương nha. Cả nhà. Bên Hong Camera mình giờ bác Bảy với bạn Việt đang giọng mọi ra cái này. Chờ hai anh em mình sắp xếp video này. Bạn Thi Sương cái này. Cơ này anh Phú có thúc xếp đấu không cả nhà. Bên anh Phú tính luôn cơ đang đánh là còn 11 cả nhà, 89 điểm. Mình 95 còn 5. 3 nó 17. Sắp xếp video này hai anh em chưa có sơ ghi 20 cả nhà. Sơ ghi 20 là 100k. Giờ anh em chưa có dưới ta.
Có thành phố à? Mấy thành phố? Ba. Ba là còn 8 nữa nha. Đẹp á. Cả nhà mới hay cho mình một like cái nhà ấy. Không có tương tác gì cộng đồng. Cảm ơn ông bà của chú anh chị em rất là nhiều luôn. Bốn nữa. 93. Ô, chàng mình thấy trúng rồi, mình cầm lên cái hộp luôn kìa. Đây đá này. Đấy. Và chạy đâu chạy như vậy. Rồi đủ. Quýnh thua luôn. Bạn chơi chú quần pháp. Kết thúc sớm các nhà. Ngược dòng quan mục. Chú Bình Phú Diệp mẹ nha. Như lời cái nhà mong muốn là hai anh em bữa nay làm kèo solo đó các nhà. Phú Diệp. Thôi kèo solo anh Phú với mình 100 điểm đồng. Sắp giờ này mình thắng nha các nhà. Thôi bây giờ cho Tem Phát TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye các nhà, hẹn các nhà lúc sau. Bye bye. Thank you.